5 chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh đã diễn ra thánh lễ tạ ơn nhân dịp kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt. Thánh lễ có sự tham dự của quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý khách cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận. Sau đây mời quý anh chị em cùng nghe tâm tình của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ tạ ơn nhân dịp kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Con xin con vắn tắt cho con xin thưa kính chào tất cả quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, tất cả quý ông bà anh chị em và cả các cháu bé nữa. Hôm nay cái tâm tình của con là con xin lược lại là con tạ ơn Chúa về tất cả mọi sự. Trước hết con tạ ơn Chúa là con được sinh ra trong một gia đình công giáo ngoan đạo. Tổ tiên thì bên nội cũng như bên ngoại đều có những vị tử vì đạo, chưa được phong thánh và cũng được tử vì đạo. Thế con cảm ơn họ Xuân Lai là nơi con sinh ra và ở đó cho đến năm 6 tuổi thì vào miền Nam. Mẹ đưa vào miền Nam cho đến lúc mẹ bố con qua đời thì mẹ con đưa con vào trong miền Nam. Thì con cảm ơn Chúa là cho con được ở giáo xứ Thánh Gẫm, Thánh Tử Vì Đạo của thành phố Thủ Đức bây giờ. Ở thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Con chia sẻ đó là cái giáo xứ ấy thì hoàn toàn 100% là người miền Nam. Cho nên chẳng bao lâu thì con nói giọng Nam hết. Sau này thì về là mẹ con phải uốn nắm, rồi phải bảo con là gì khác rồi. Cố gắng hết sức, may giờ đó rồi. Bây giờ con nghe giọng Việt Nam nghe giỏi lắm. Nói thì không giỏi nữa, nhưng mà nghe còn nghe giỏi lắm. Thì đấy là gia đình của con. Con thấy tất cả mọi người cảm ơn Chúa với gia đình, là các anh, các chị, các em, các cháu, tất cả mọi người đều giữ đạo tử tế, ngoan, hiền. Có lẽ nhờ công ơn của các bậc tổ tiên, đặc biệt là các vị tử vì đạo. Và nếu con được ơn đấy thì cũng như thế. Con nghĩ là do công ơn các vị tổ tiên, rồi các vị tử vì đạo. Con xin chia sẻ một điều là mẹ con đó là người yếu nhân đức tin nhất nhà về con. Bà không bao giờ tin là con có thể đi tu được. Đến lúc mà con được chuẩn bị làm linh mục, bà đến tận nhà dòng, con vào dòng tên ấy, ngày đến bà đến tận nhà dòng, bà bảo mẹ nói thật đấy, con làm cha không được đâu, con đi về đi, con nghe mẹ đi, con đi về. Thì bảo không được mẹ, con có lời khấn trọn đời rồi, bây giờ con mà về với mẹ là con lỗi lời khấn, mẹ biết lỗi lời khấn thì con bị Chúa phạt trong hỏa ngục không? Bà bảo ghê quá. Và bà không dám nói gì nữa. Thế đến lúc con chuẩn bị chịu chức linh mục, bà lại đến và gặp con và bảo thôi con đừng sợ gì, con cứ về đi, con không lo gì hết. Mẹ con không làm cha được đâu. Con không được nữa, con thì bây giờ con phải vâng lời cha về trên, mẹ con không có vâng lời mẹ được nữa. May quá, đến lúc mà con vào, trước khi vào trại phong thì mẹ con mất ạ. Chứ con bảo mẹ con mà biết con vào trại phong chắc bà kêu đài với Chúa, khóc lóc với Chúa suốt, khổ sở. Thì con cảm ơn Chúa thứ nhất về gia đình và đặc biệt là với mẹ con như thế. Thứ hai đó là con xin cảm ơn Chúa là con đã đi qua những cái nơi mà con được lớn lên, con được phục vụ. Thứ nhất là giáo xứ Thánh Cẩm, giáo xứ Thánh Gẫm, Thánh Matthew Lê Vân Gẫm ở thành phố Thủ Đức bây giờ. Rồi sau đó là đến giáo xứ An Lạc ở Chí Hòa bây giờ. Từ đấy thì con đi tu và con nhớ ơn hai giáo xứ ấy đào tạo con từ lúc đấy con nói quên rồi, họ Xuân Lai là nơi con sinh ra, là đào tạo con cho đến năm con 6 tuổi. Con thuộc kinh và con biết các thứ ở họ Xuân Lai, ở giáo xứ Nội Bài. Thế sau đó thì con phải cảm ơn Chúa là con đã đi đến những cái được sống ở trong các nơi ấy, là giáo xứ Gò Công,
giáo xứ Thánh Matthew Lê Văn Gẫm đấy, con được học, con được biết Thánh Matthew Lê Văn Gẫm từ lúc còn mới 6 tuổi, con đã biết Thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Sau đó thì con được ở cái xứ Thánh Cẩm, lại một vị Thánh Tử Đạo nữa, tức là đời con bây giờ là đến 4 vị Tử Đạo rồi. Sau đó thì con đi vào dòng tên, con được bao nhiêu vị thánh của dòng tên, không những các thánh tử đạo mà cả các thánh hiển tu và bao nhiêu gương lành. Theo như mẹ con thì con không đi tu được, nhưng mà nhờ con nhờ dòng tên hướng dẫn thì con thay đổi tính tình. Có thể nói là mẹ con bảo là con thay đổi 100% rồi, nhưng mà bà vẫn không tin là con làm linh mục được ạ. Vì thế mà khi con ngày trước hôm chịu chức giám mục ở đây đó, thì con có chia sẻ là hôm ấy đúng là ngày giỗ của mẹ con. Con nói với mọi người đó là phải cảm ơn Chúa là mẹ con chết rồi, chứ mẹ con mà biết con làm giám mục, được tin làm giám mục, chắc bà chết ngay tại chỗ. Bà không bao giờ tưởng tượng được, vì bà nghĩ là con không đi tu được, rồi bảo là không làm linh mục được, mà bây giờ con làm giám mục. Nhưng mà qua đó thì con thấy là Chúa chọn con không phải vì con, mà vì Chúa ban ơn cái này cái khác. Rồi con cảm ơn Chúa là con được đi vào, không, con ở xứ An Lạc, ở gốc Phát Riệp ạ, ở huyện quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó thì con đi vào dòng tên. Con có thể nói là đời sống của con thì có lẽ cả hết cả cuộc đời con, hầu hết cả cuộc đời con là nhờ dòng tên con mới trở nên một người của Chúa, chứ không thì con ham chơi lắm. Mẹ con nói là con ham chơi quá, bỏ cả lễ, bỏ cả đọc kinh. Và con luôn luôn bị mẹ mắng, và khi con đi tu thì mẹ bảo như thế, con không đi tu được vì con lười biếng, con bỏ việc đọc kinh, bỏ dự lễ. Nhưng mà sau đó vào dòng tên thì con được đào tạo, và con cảm ơn dòng tên vô cùng. Không bao giờ con quên được dòng tên đã đào tạo con với tất cả cái linh đạo là một, rồi các anh em, các vị bề trên, những người hướng dẫn con. Con cảm ơn Chúa vô cùng về dòng tên. Nếu không có dòng tên thì ngay cả con nghĩ đó là con làm linh mục, mẹ con đã bảo không làm được rồi. Nếu mà con làm giám mục thì chắc mẹ con nói đó, mẹ con chắc chết ngay tại chỗ. Thế thì kế đến đó là trong dòng tên thì con nhớ đến ba cái nơi con vẫn đến để phục vụ. Thứ nhất là ở trong thành, bây giờ là thành phố Thủ Đức đấy, giáo xứ Hiển Linh, rồi đến giáo xứ Thiên Thần, rồi Trại Phong Thanh Bình. Đặc biệt con vào ở có lẽ là duy nhất trong các giám mục một mình con là có cái quá khứ là 16 năm ở với người bệnh phong, đi giúp đỡ những người bệnh phong, và chính họ giúp con rất nhiều. Sau này con thấy mọi sự khó khăn của mình là toàn là chuyện nhỏ hết. Những khó khăn này so với những khó khăn của người bệnh phong thì là chuyện nhỏ hết, cái gì cũng là chuyện nhỏ hết. Thế rồi sau đó con cảm ơn Chúa là còn có 3 năm đi du học ở Pháp, rồi con được 3 năm con ở Chủng viện Hà Nội. Có lẽ đấy là cái thời gian chuẩn bị cho con để con về Bắc Ninh, và con hoàn toàn bất ngờ khi được tin người ta bảo con là con làm giám mục rồi. Rồi sau đó thì người ta mở đài phát thanh ra cho con nghe, con bảo chết rồi, đúng thật rồi, không có đùa nữa. Con không được Đức Giáo Hoàng hay là ai hỏi trước điều gì cả. Con chỉ được tin là qua mấy người, người ta nghe đài, người ta bảo con, rồi sau đó thì có người mở đài ra cho con nghe, con mới biết. Có lẽ tất cả cộng đoàn cùng biết đó là con có trong dòng tên thì có lời khấn vâng lời Đức Giáo Hoàng khi Ngài trao sứ vụ. Thế thì đây là cái sứ vụ về Bắc Ninh là Đức Giáo Hoàng Ngài trao cho con. Mà sau này con có sang con hỏi cha bề trên cả của dòng tên đó, là sao nhà dòng không bảo vệ con? Thì cha bề trên cho bảo đó là có tay của Chúa, nhà dòng cũng chịu thua, không làm gì được.
Thế thì con về con lo sợ lắm, nhưng mà trong 16 năm vừa qua thì con thấy con có cả một gia đình lớn là các bậc ân nhân, từ các đức cha, các cha cho đến các linh mục, tu sĩ, rồi quý ông bà, anh chị em, các cháu thiếu nhi, vân vân. Con đều thấy như là người ruột thịt trong gia đình của mình. Rồi vì thế thì con muốn cảm ơn tất cả mọi người, rồi cũng xin Chúa tha thứ, xin tất cả mọi người tha thứ cho con, vì con chắc chắn là con có nhiều sai lỗi, có nhiều thiếu sót, xin tha thứ cho con và cầu nguyện cho con những ngày cuối đời này con sẽ sống cố gắng, để nhất là cho con, nếu mà cho con ngồi xe lăn như này con không có bay nhảy được nữa, này ra chỉ có ngồi ở nhà đọc kinh được thôi, thế cũng hay, gọi là cảm ơn Chúa. Thế về cái tâm tình mạnh nhất của con vào giờ phút này là như vậy. Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã có gặp gỡ con, nâng đỡ con, cầu nguyện cho con cách này hay là cách khác. Và đặc biệt là ở giáo phận Bắc Ninh, từ các cụ già đến các nhà cha, các nữ tu, đến các ông, các bà, rồi cho đến cả các cháu thiếu nhi nữa, và ban ơn tất cả mọi người như là ân nhân của con. Và xin tiếp tục cầu nguyện để con cũng trung thành với Chúa cho đến cùng. Khi mẹ con qua đời, trước khi qua đời con chỉ nói với mẹ đó là: mẹ ơi, mẹ về với Chúa, mẹ cầu nguyện cho con được trung thành với Chúa suốt đời mẹ nhé. Và không nói được nữa, bà gật đầu. Thế thì nói là khi nào mà con chết đó là bố với mẹ ra đón ở cửa thiên đàng nhá, bà gật đầu. Thế thì tôi nói là thôi bây giờ chúng con đọc kinh để tiễn đưa mẹ về với Chúa, mẹ về với Chúa, mẹ cho con gửi lời chào ông bà nội ngoại rồi bố con rồi tất cả những người thân yêu, và chờ một ngày nào đó cha mẹ con, bố mẹ ra cửa thiên đàng đón con vào về với nhà Chúa nhé. Và gật đầu, con mừng quá. Con vẫn cứ nhớ mãi đấy là cái câu cuối cùng mà có ai nói là con là người cuối cùng nói cái lời ấy với mẹ, và chỉ chừng mấy phút sau là mẹ con tắt thở. Cho nên là đấy, cái tâm tình của con là bây giờ con nhớ lại tất cả mọi sự đều là hồng ân. Như trong bài con viết khi mà con mãn nhiệm đó, thì con nói là ở trong, con thích ở trong truyện Kiều đó, 15 năm ấy biết bao nhiêu tệ nhiêu tình, nhưng mà hôm nay thì con nói vào một cái từ gọi là đạo hơn, đó là tất cả là hồng ân. Xin cảm ơn tất cả mọi người cách này cách khác đã cầu nguyện cho con, đã giúp đỡ con, ngay cả đã sửa bảo con, chỉ dạy con cách này cách khác. Con mang ơn tất cả mọi người, và con coi mọi người có liên hệ với con đều là ân nhân của con. Bây giờ chỉ cầu nguyện cho con để một ngày nào con được về với Chúa, con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho, đặc biệt cho giáo phận Bắc Ninh và cho tất cả các ân nhân, như là các đức cha đây chẳng hạn cũng là ân nhân của con, vì đã cùng chia ngọt sẻ bùi với con trong những thời gian vừa qua. Một lần nữa con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người đã cách này cách khác cầu nguyện cho con, giúp đỡ con, khích lệ con, tha lỗi cho con và chỉ bảo con điều này điều khác. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả các ân nhân đến muôn đời. Xin cảm ơn. Chúa con.